ngon vãi trưởng. Chả hiểu sao mọi người cứ thích The One, thích Joy Club làm gì nhỉ? Đây mới là chai nước hoa thuốc lá mà để cho anh em đi hẹn hò mà mình đánh giá là rất là tốt. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một chai nước hoa có tông mùi thuốc lá khá là ngọt ngào và nệm mũi. Mình biết là thời điểm này review thuốc lá thì có vẻ hơi sai sai, tại vì chủ yếu những cái tông mùi thuốc lá ấy, thì người ta sẽ sử dụng vào những ngày trời mát mẻ hay là trời mùa đông. Còn thời điểm bây giờ đang Hà Nội tầm 35-40 độ mà review thuốc lá có vẻ hơi sai sai nhỉ. Nhưng mà thôi, mọi người cứ nốt lại coi như là một cái gợi ý cho mùa đông sắp tới. Tại vì mình mới mua được em này và thực sự là mình thấy là em nó rất là đỉnh mũi. Và đây là một chai nước hoa đến từ nhà 18.21 Squid Tobacco, đó chính là tên của em nó. Và cái đây là một cái thương hiệu mà làm chủ yếu là về những cái sản phẩm dành cho nam như là tóc này, rồi đồ chăm sóc tóc sáp này, rồi dầu tắm, sữa tắm, những thứ rất là nhiều. Và nếu như bạn là một fan của cái thương hiệu này 18.21 thì các bạn không nên bỏ qua chai nước hoa này. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là chai nước hoa này có gì nha. Và trước khi vào video thì các bạn đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi ở phía dưới của mình có thể nhận được những cái video mới nhất. Và nếu như chưa có nơi mua nước hoa thì có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta xem qua một chút về ngoại hình của chai nước hoa này. Như các bạn thấy rằng là chai nước hoa này có thiết kế hơi giống như kiểu cái quạt tên lửa ấy. Cái phần thân chai thì được làm bằng thủy tinh và cái phần nắp này thì được làm bằng nhựa. Và hai cái phần nắp họ làm một cái vân để chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm. Về cái phần mặt trước của chai thì họ dán cái logo, đó là 18.21 Squid Tobacco Manmade. Và về cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì mình thấy rằng là nó rất là tốt nhá, rất tốt ở trong tầm giá, thậm chí là có thể nói là ngon luôn. Nên là toàn bộ về ngoại hình này thì mình trông nó rất là nam tính, nó rất là mạnh mẽ, rất là phù hợp với những cái đàn ông. Chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương. Thì như ban đầu mình nói, mình ảo là mình rất thích chai nước hoa này. Và tại sao chai nước hoa này không được mọi người sử dụng làm chai nước hoa đi date, đi hẹn hò? Tại vì nó ngon hơn The One, ngon hơn Gia Club rất là nhiều. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi thuốc lá. Và đây là một chai nước hoa, theo như ghi chú thì nó không hề có nốt hương thuốc lá, mà họ sử dụng những cái hợp hương hay là những cái accord khác để tạo ra cái hiệu ứng giống mùi thuốc lá. Thì đó, cái nốt hương mà mình nghĩ đoán ở đây đó chính là nhuệ tây, thì hay gọi là kiểu saffron ấy đó. Thì ban đầu thì khi mà mình xịt ra ấy, một vài lần đầu thì mình thấy là nó khá là giống mùi thuốc lào của Việt Nam, nhưng mà đằng sau thì các bạn nhận thấy là nó có một cái độ ngọt. Cái độ ngọt đây là như kiểu là các bạn đưa mũi vào trong những cái bình ngâm hoa quả với lại mật ong mà khi lên men vậy, thì nó khá là kiểu sánh sánh và đặc. Và chính cái việc blend kiểu fruity cùng với mật ong này thì nó làm cho cái mùi hương trở nên mềm mại hơn và làm dịu bớt cái nét kiểu hăng hăng và đắng đắng của thuốc lá, của cái accord thuốc lá này. Và dry down về sau thì nó sẽ là một cái mùi hương khá là ngọt ngào, được thêm bởi những cái nốt hương như là vani, như là đậu tôn ca. Và cái tông chủ đạo nó vẫn sẽ là mật ong là chính. Và cái mùi hương này thì nó khá là ấm áp này, và nó tạo một cảm giác khá là ấm áp này, rồi mang đến một cái mùi hương rất là ngọt ngào, rất là nịnh mũi. Và ngửi dry down ở trên da thì rất là kiểu chảy cái nước bọt ấy, rất là thèm ăn ấy, như kiểu một chiếc bánh vani ngọt ngào vậy, ngửi rất là thích. Với cái độ bán quả của Squid Tobacco 18.21 này thì em này nó lưu ở trên da mình vào cái thời điểm mùa nóng mà mình đang xịt nhá, nó lưu được tầm 8 tiếng và thậm chí là hơn. Và mình nghĩ là nếu như mùa đông thì chắc chắn là nó sẽ lưu tốt hơn, và cái độ tỏa hương tầm một cánh tay. Phải nói rằng là nó là một cái mùi hương có độ bám tỏa rất là tốt. Vậy thì một cái mùi hương như này thì nó sẽ phù hợp với độ tuổi, với cái phong cách và với cái thời điểm như thế nào là hợp lý? Thì với mình đây là một cái mùi hương khá là ngọt, nam tính, và nó sẽ sử dụng tốt vào độ tuổi tầm ngoài 20 tuổi đổ ra là các bạn có thể thoải mái sử dụng chén hoa này rồi. Nó rất là nịnh mũi và nó cá nhân mình thấy rằng là nó rất là dễ dùng. Và chai nước hoa này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nam theo cái phong cách kiểu mạnh mẽ, tại vì cái tông mùi thuốc lá mở đầu nó đã rất là nam tính rồi, về sau thì nó sẽ ngọt ngào, ấm áp và rất là kiểu hấp dẫn, nịnh mũi. Nên là em này thời điểm khuyên dùng của nó thì mình nghĩ là sử dụng cho các bạn đi date này, đi hẹn hò ở trong những cái không gian hẹp, hoặc là các bạn sử dụng đi làm hàng ngày cũng được.
Nhưng mà mình nghĩ là làm hàng ngày mùi hương này thì có vẻ nó sẽ hơi kiểu gây khó chịu cho người xung quanh. Tại vì nếu như các bạn ngửi thường xuyên một cái mùi ngọt liên tục ấy, thì các bạn sẽ đôi khi các bạn nếu mà các bạn mệt mỏi các bạn sẽ thấy khó chịu. Nên là em này thì thời điểm tôi dùng nhất nó là tầm từ 23 độ đổ xuống, và các bạn đi hẹn hò đi chơi buổi tối vào ngày mùa đông rất là ok. Và chốt lại thì Sweet Tobacco 18-21 này có nên mua hay không? Thì với cá nhân mình đây, một chai nước hoa nó theo như cái giá niêm yết ở trên web là nó rơi vào tầm hình như tầm 60 hay 70 đô gì đó, à 70 ở 70 đô gì đó, khoảng tầm 1,5 triệu cho đến tầm 2 triệu thì các bạn để mua được chai nước hoa này. Thì với cái phân khúc tầm đấy thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều chai nước hoa mà có cái tông mùi thuốc lá mà nó cũng rất là kiểu được anh em nhiều anh em được dùng để đi date ấy. Thì như là Dolce & Gabbana Sở One phiên bản EDP hay là Replica Jazz Club, rẻ hơn một chút thì chúng ta có Burberry London. Thì đó đều là những cái chai nước hoa mình đã review hết rồi và có cả video phỏng vấn rồi. Thì với cá nhân mình, chai nước hoa này nó ngon hơn tất cả những chai nước hoa mà mình vừa nói. Tại vì sao? Thì ở 18-21 này nhá, nó sẽ có cái nét thuốc lá khá là nam tính ban đầu, nên là nó sẽ ngon hơn dầu ăn. Tại vì dầu ăn thì với cá nhân mình nó không phải là một chai nước hoa quá là nhiều thuốc, nên là nó sẽ không được cái độ kiểu mang lại một độ nam tính, một cái độ kiểu bụi như ở chai nước hoa 18-21 này. Còn ở Rabica Jazz Club này thì mùi hương của da này nó khá là mượt mà nó mang đến một cái sự kiểu sang trọng, nên là cái độ tuổi của nó thì cũng trưởng thành hơn 18-21, chứ nó không kiểu bụi bặm như là ở 18-21. Còn với Burberry London thì nó lại không có cái độ ngọt, nên là em nó cũng không giành được thiện cảm từ quá nhiều các chị em phụ nữ. Và nếu như chúng ta so với một chai nước hoa nữa, đó là Mancera Red Tobacco, thì nó lại cái chai Mancera ấy thì nó lại quá nhiều thuốc, nó như kiểu những cái điếu, những cái đầu tẩu thuốc ấy, nên là nó sẽ không có nhiều độ ngọt như em này và nó không nịnh mũi. Hay là với cá nhân mình, so với tất cả những chai nước hoa mà nổi tiếng ở tầm giá, thì 18-21 này một chai nước hoa ngon hơn rất là nhiều. Và mình rất thắc mắc là tại sao chai nước hoa này không được anh em lựa chọn để đi date. Và nếu như các bạn chưa thử qua chai nước hoa này thì mình nghĩ là các bạn nên thử. Bạn là fan của thuốc lá, fan của những cái việc là các bạn sử dụng mùi hương để đi date, đi gây thiện cảm với trẻ phụ nữ, thì các bạn nên mua chai nước hoa này thử. Mua chiết thôi thì các bạn thấy là nó khác tiền như thế nào. Và nếu như bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này rồi thì đừng quên việc là các bạn có thể bình luận và trao đổi ở phía dưới. Và một lần nữa thì hãy like, share nếu như thấy video hay và ấn vào nút chuông đăng ký. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại. Bye bye.